xin chào các bạn. Các bạn có khỏe không? Đây các bạn ơi, ngày hôm nay là mình bao hàng này, là hàng mà gọi là hàng, gọi là hàng gì ta? Hàng mới lạ luôn nha các bạn, bao luôn á, không mới lạ là không chịu, cái gì cũng chịu nha. Đó. Mà nếu mà các bạn thấy lạ thiệt thì nhớ thumbs up nha, nhớ bấm nút like nha. Ok. À, một món quà của một người chị gửi từ Chicago qua nha. Chicago. Wow, cái này là thôi. Wow, hai ba bọc luôn các bạn. Wow, nhìn đây. What? Wow, cái ớt gì mà ngộ chưa? Giống như đầu đũa vậy, nhỏ xíu xíu, rất là nhỏ luôn. Tại vô hình nó bự chứ ngoài nó nhỏ xíu xíu à. Em cảm ơn chị ba, cảm ơn anh ba, cảm ơn tất cả gia đình đã gửi cái ớt này cho em. Cái ớt này á, khi mà nó còn xanh á, thì còn nhỏ thì nó màu xanh nha các bạn. Từ từ á, thì nó màu tím, xong rồi á, là nó chuyển sang màu vàng. Đó, một xíu sau cái video mình sẽ để cho các bạn xem nha. Mình để cho các bạn xem ở dưới một cái người chị của mình quay á, là nguyên cái cây như thế nào và có trái như thế nào. Đó, ở ngoài nó không có cái mùi hăng, nó không có, nhưng mà khi mình ăn á thì nó mới hăng nha các bạn, nó mới cay nha. Ui ngộ vậy ta, hay là nó héo lại. Chị ba ơi, sao nó nhỏ xíu vậy chị ba? Nó nhỏ như hạt đậu vậy. Vô hình tưởng bự dữ lắm. À, đây là một, nó gọi là ớt Archie Jarabita. Mình cũng không biết, mình lên mạng mình search này. Giống ớt này là từ Peru các bạn, Peru. Mình là không có giỏi ăn ớt. Mình ăn thử cho các bạn thử coi cái trái ớt này như thế nào. Đây là mình mới rửa rồi nè. Mình cắn thử nha. Xin mời. Ý, cay. Cay. Mà cay cũng ngon đó. Cay, xin lỗi các bạn. Hồi nãy mình cắn rồi thôi. Mình cắn rồi thôi nhưng mà nó cay lắm nha. Sữa các bạn. Bí quyết ăn cay mà lỡ ăn cay nha các bạn. Ngậm một miếng sữa vô nha. Nó cay quá cay luôn các bạn ơi, đúng thiệt tình luôn. Nó như là một cái loại ớt mà ở bên Mỹ mình có loại ớt mà dúng các bạn, mà lùng lùng nhỏ nhỏ vậy nè. Trời ơi. Nó còn cay dữ nữa, cái này kinh khủng cay luôn á. Cay quá cay luôn. Hèn gì mình đọc cái trên mạng các bạn, cay lắm nha các bạn, thật sự á. Mình cắn vô thì mình thấy nó không cay, nhưng mà mình nhai một xíu nó cay quá trời các bạn ơi. Nó cay quá, nó cay như ướt mễ vậy đó. Wow, ngộ chưa? Cái này có mấy hộp rồi các bạn? Đây. Wow, mình lấy ra thử coi được không đây. Cái này có vị cay nóng nha các bạn, đây. Wow, nó ngộ chưa? 500 triệu một ký. Wow, 500 triệu một ký là 25 đô hả? Trời ơi, 25 ngàn đô hả? 500 triệu hả? Ồ, mình không nghĩ là 500 triệu một ký này ở Mỹ chắc không ai ăn. Đây. Không ai ăn luôn, 25 ngàn đô một ký. Trời đất ơi. Có phải em gì? Amazon. Các bạn lên Amazon bán cái, mua cái này nha. Cái hộp này gọi là, mình để cái tên ở trong đó đó. Nó gọi là Archie Jarabita. Nó giống như Ajinomoto vậy. Giống vậy. Có một trái này là đẹp nhất nè. Nó bóng. Cảm ơn chị ba rối rít nha chị ba ơi.